chiều 8 tháng 6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienko cùng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga nói chung cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga nói riêng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn thúc đẩy hợp tác Việt-Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phát triển toàn diện, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai dân tộc. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho rằng hai nước giữ gìn đối thoại chính trị thường xuyên mang tính xây dựng và hợp tác cao. Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên quan trọng của Nga. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ quý báu mà Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Nga đã đạt được gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Các lãnh đạo nước Nga, trong đó có bà Valentina Matvienko, nước Nga ngày càng phát triển mạnh mẽ, vị thế không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế, trong đó có nỗ lực ứng phó và kiểm soát đại dịch COVID-19. Chúc mừng Nga đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 76 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cho biết, Nga là nước đầu tiên nghiên cứu thành công và sản xuất được vaccine phòng COVID-19 có độ an toàn và hiệu quả cao. Hiện nay, các cơ quan của Việt Nam và Nga đang tích cực đàm phán về việc cung ứng nguồn vaccine phòng COVID-19. Liên bang Nga đang xem xét việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine Sputnik V trên lãnh thổ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko cùng cho rằng, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư giữa hai nước thời gian qua có bước chuyển biến tích cực. Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại vẫn duy trì đà tăng trưởng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và mong muốn Nga tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc hợp pháp tại Nga. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định, Nga luôn hoan nghênh những công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nga và Nga đang tiếp tục xem xét việc tăng thêm học bổng cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện giữa hai nước thời gian qua trên cả bình diện song phương và đa phương. Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý thuận lợi, ủng hộ chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ subscribe.